Xuân Hồng rất vui được gặp lại tất cả quý vị đang xem show Lửa Hồng. Hôm nay Xuân Hồng mời quý vị vào bếp để làm một món ăn chay. Món này ăn với cơm quý vị, Xuân Hồng kho lên là ăn với cơm ngon quá à. Cho nên Xuân Hồng nói để share với quý vị trên cái show Lửa Hồng này. Đó là món bắp cải kho tiêu. Xin mời quý vị vào bếp. Cái món bắp cải kho tiêu ngày hôm nay không phải là cái bắp cải lớn, cái bắp sú lớn rồi mình cắt ra quý vị. Và bắp cải ngày hôm nay Xuân Hồng dùng là những cái bắp cải bé bé xinh xinh như thế này đây. Người Mỹ người ta gọi là Brussels đó. Người Việt Nam mình thì hình như Xuân Hồng thấy ít dùng cái này, đúng không ạ? Thà dùng những cái bắp cải lớn rồi gọi là bắp sú, cắt ra làm gỏi già hay là kho hay là xào thôi. Nhưng mà cái Brussels này á, của người Mỹ, người nước ngoài ta dùng nhiều lắm và ăn rất tốt cho sức khỏe quý vị và ngon nữa. Nếu mà quý vị ăn được khổ qua đó thì ăn cái này nó ngon lắm, tại vì cái này nó hơi có vị nhẫn đắng một chút xíu thôi à, không có nhiều đâu. Rồi sau đó sao ạ? Nhưng mà bù lại nó rất tốt với nhiều vitamin nè. Và cái đắng của nó, cái đắng không phải là nói cái đắng thì sợ quá, nhưng mà nó hơi đắng đắng nhẫn chút xíu đó. Mình càng ăn càng thấy ngọt, thấy ghiền. Cho nên là ai ăn được khổ qua thì phải hiểu được cái tâm trạng của cái gì mà Xuân Hồng nói ngày hôm nay. Tại vì có nhiều quý vị nó ăn quá đắng quá, nhưng mà ai đã ăn được rồi ghiền lắm, ghiền cái đắng đó, đúng không ạ? Khiếp, đắng cay mà ghiền mới ghê chứ. Nhưng mà cái pretzel này, cái đắng nó rất là ngọt ngào, quý vị dùng thử nha. Mà hôm nay đặc biệt là mình đem kho, kho tiêu, kho làm sao cho nó quẹo lại, nó sắc lại, cái nước sốt nó sệt sệt để mình ăn với cơm trắng ngon lắm. Rồi nhưng mà mình không phải dùng cái này không đâu, mình cho thêm tàu hũ vào, cho thêm nấm tươi vào, quý vị kho chay là một món ăn chay ăn với cơm tuyệt vời. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ nói những cái vật liệu tiếp theo. Thứ nhất là mình có tàu hũ, thì Xuân Hồng thái miếng vuông vuông rồi chiên vàng như thế này. Rồi cái thứ hai là cái bắp cải nhỏ như thế này, Xuân Hồng sẽ lấy ra cho quý vị xem. Thì với một cái gói như thế này trọng lượng là một pound đó, mà cũng rẻ tiền quý vị, Xuân Hồng mua trong Trader Joe's hay là quý vị mua trong chợ Mỹ nào cũng có, rất là thông dụng. Người Việt Nam mình ít dùng nhưng mà Xuân Hồng kho rất ăn ngon. Xuân Hồng cho vào đây, quý vị thấy này dễ thương không? Đó, mỗi một cái nó giống như cái bắp cải vậy nhưng mà nó nhỏ thôi. Nếu quý vị thích quý vị cứ bỏ cuốn đi nha, thái bỏ cái cuốn đi. Mà nếu mà thỉnh thoảng quý vị đi chợ đó, chợ Mỹ cho ta bán luôn một cái cây cơ, nguyên một cái cây dài mà nó bám những cái trái bắp cải nhỏ nhỏ rất là dễ thương mà tươi nữa, thì mình mua luôn cái đó và cái mình lặt ra quý vị. Xuân Hồng ngày lễ Thanksgiving là hay dùng cái này, rồi mình mới xào với tỏi đó, thì đem nguyên cái cây đó về cho mấy bé ở nhà lặt ra cho nó thích đó. Rồi mình thái cái cuốn đi nha, bỏ cái cuốn đi như thế này đó, quý vị cắt bỏ cái cuốn đi nếu quý vị thích, còn không dùng luôn cái cuốn cũng được, nhưng mà Xuân Hồng muốn bỏ cái cuốn đi nhìn cho nó đẹp chút xíu. Rồi sau khi bỏ hết cái cuốn rồi đó, quý vị mới đem rửa thật sạch, và Xuân Hồng để nguyên một trái như vậy chứ không có cắt đi, tại vì nếu mà cắt làm hai thì nó nhỏ quá à. Để nguyên cái vậy đi rồi mình kho hồi nữa nó cũng tóp lại nữa đó. Cứ như vậy quý vị cắt cái cuốn bỏ đi ha, rồi mình đi rửa thật sạch bằng nước mà nước lạnh, mà quý vị pha chút xíu muối vào. Tại sao mà Xuân Hồng rửa cái bắp cải nhỏ nhỏ này với lại nước lạnh pha chút muối, là tại vì Xuân Hồng sợ trong những cái khe, cái khẽ mà lá nhỏ nhỏ thế này có con bọ con gì ở trong đó thì nó bị chết và phải rớt đi, nó trôi ra ngoài. Cho nên mình rửa những cái rau này bằng nước muối và bảng rất là tốt quý vị, cho nó sạch sẽ đi nha. Rồi bước kế tiếp là mình sẽ có nấm tươi. Nấm tươi quý vị dùng nấm hiệu nào cũng được. Ở đây Xuân Hồng dùng cái hiệu là King Oyster Mushroom. Nếu được thì mình mua cái loại organic thì nó càng tốt nữa quý vị. Organic là sao? Ta trồng, người ta không có bón phân, bón chất hóa học vào, nó tốt cho sức khỏe. Rồi quý vị mua về xong rồi cái mình mới thái ra từng miếng vừa ăn. Đó, quý vị bỏ bớt cái cuốn đi nha, cái cuốn nó đã mấy, bỏ bớt đi. Rồi thái từng miếng to to như thế này vừa ăn. Mà thái, tôi không thái móng lợn, tức là thái mình xoay xoay như thế này thì cái nấm khi mình kho lên nó đậm đà, nó thấm gia vị đó. Quý vị có thể dùng những cái nấm khác cũng được, không nhất thiết nấm giống Xuân Hồng đâu nha, dùng nấm hiệu khác cũng được nữa. Rồi bên này Xuân Hồng đang đun một cái nồi nước sôi đó, để hồi nữa Xuân Hồng trộn cái bắp cải nhỏ này
Tại sao sông Hồng phải trộn trong nước sôi? Quý vị đun một nồi nước sôi, quý vị cho chút xíu muối và chút xíu giấm vào, và khi mà mình trộn cái bắp cải nhỏ này hay là rau củ vào để mình xào đó, thì nó giữ được cái màu xanh nha, nó giữ được cái màu xanh của cái rau củ mà mình muốn xào, và đồng thời á, là mình trộn với lại cái nước mà nước sôi nó có chút xíu muối, chút xíu dầu ăn vào để làm bóng cái rau củ mình lên, và chưa kể là vệ sinh nữa, đúng không? Mặc dù mình rửa nước muối loãng rồi, bây giờ mình trộn sơ mình có xào có phải là tốt không, có phải hay không? Rồi bây giờ tất cả đã sẵn sàng rồi, cái món bắp cải kho tiêu ngày hôm nay của Xuân Hồng là gồm có bắp cải nè, Xuân Hồng cho thêm nấm tươi nè, Xuân Hồng cho thêm tàu hũ nè, tất cả Xuân Hồng sẽ rửa sạch sẽ để ráo, riêng cái bắp cải Xuân Hồng sẽ trộn sơ qua nước sôi có muối với dầu ăn để cho nó bóng bẩy, nó xanh cái bắp cải này. Rồi sau đó Xuân Hồng sẽ dùng bơ rô, nếu quý vị ăn được hành tỏi thì dùng hành tỏi phi thơm lên, còn nếu mà quý vị ăn chay thiệt tình á thì mình dùng bơ rô mình phi thơm lên rồi mình mới cho bắp cải vào, tàu hũ vào, rồi nấm vào. Nhưng mà cái sốt để mà mình kho bắp cải kho tiêu đó thì quý vị dùng cho Xuân Hồng là nước tương, dầu hào chay, tất nhiên phải có muối và đường rồi, và đừng quên nước dừa tươi là Cocorico. Nước dừa tươi làm cho những cái món kho chay của mình rất là ngon, dịu lại nha. Và có vài ba trái ớt nữa. Cái gì kho kho Xuân Hồng với ớt vào ăn với cơm ngon lắm quý vị. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều và hy vọng cái món ăn chay ngày hôm nay Xuân Hồng với quý vị sẽ có một bữa cơm thiệt là đậm đà nè, ăn với cơm trắng nha. Cái gì kho chay bắp cải kho tiêu, thay vì cá kho tiêu mình bắp cải kho tiêu để mình ăn chay nè. Cảm ơn quý vị. Rồi sao bây giờ Xuân Hồng mời quý vị coi bếp mình kho cái món bắp cải kho tiêu này, đặc biệt hôm nay mình dùng cái bắp cải bé xinh xinh dễ thương nha quý vị ha. Xuân Hồng thích ghê vậy đó. Rồi đi kho nha quý vị nha. Quý vị thấy giống như hồi nãy Xuân Hồng nói đó, bên này Xuân Hồng có một cái nồi nước sôi đang sôi sùng sục. Xuân Hồng mới cho chút xíu dầu ăn, khoảng một muỗng cà phê dầu ăn thôi. Rồi Xuân Hồng cho chút xíu muối nha, để cho giữ cái màu xanh của cái rau củ mà mình trộn trộn ra. Rồi bây giờ Xuân Hồng cho tất cả cái bắp cải mà nhỏ nhỏ như thế này vào đây để mình trộn sơ. Đó. Rồi bây giờ bên này á, là cái chảo Xuân Hồng sẽ bật vặn lửa lên cho cái chảo mình nó nóng. Bên này cứ để trộn sơ cái bắp cải này đi ha, tí nữa Xuân Hồng vớt qua. Rồi bây giờ cái chảo này nó nóng rồi thì Xuân Hồng cho dầu ăn vào. Sau đó Xuân Hồng sẽ cho bơ rô bằng nhuyễn phi cho vàng, hoặc là quý vị ăn được hành tỏi thì mình cho hành tỏi vào nha. Và đừng quên cho chút xíu gừng nữa quý vị, tại vì cái món mà kho chay mình cho chút xíu gừng mà nó thơm lắm. Quý vị thích thì cho vào, không thích thì thôi, nhưng mà Xuân Hồng thích cho gừng vào, tại vì gừng một phút cho sức khỏe, nó ăn nó ấm đúng không, nhất là cái mùa lạnh này. Rồi Xuân Hồng cho khoảng một muỗng cà phê gừng băm nhuyễn thôi à. Đó. Và khi bơ rô với gừng băm nhuyễn đã thơm rồi, hoặc là quý vị ăn được hành tỏi thì mình chỉ dùng hành tỏi thế bơ rô cũng được. Thì Xuân Hồng bắt đầu cho những cái gia vị mà mình để kho, tức là Xuân Hồng sẽ cho vào đây là nước tương. Xuân Hồng cho khoảng 2 muỗng canh nước tương nha. Thật ra Xuân Hồng có 2 muỗng canh, có thể hơn chút xíu cũng không sao, ít hơn chút xíu cũng không sao hết trơn á. Rồi Xuân Hồng cho vào đây khoảng hơn 1 muỗng canh dầu hào chay quý vị. Dầu hào chay làm cho cái món kho chay của mình nó ngon lắm. Khoảng 1 muỗng canh rưỡi nha, đến 2 muỗng canh dầu hào chay. Rồi Hồng đảo đều lên như thế này và nhỏ lửa xuống. Bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ cho đường vào, cho khoảng 3 muỗng cà phê đường cát. Nó phải cái kho chay nó phải ngọt ngọt mới ngon chứ. Xuân Hồng cho nửa muỗng cà phê muối nha. Rồi Xuân Hồng cho là bột nêm chay. Bột nêm chay tùy theo ý thích quý vị, cho nhiều hay ít. Xuân Hồng cho 1 muỗng cà phê bột nêm chay, một nắm đó quý vị. Rồi đảo đều lên. Đó, quý vị thấy Xuân Hồng cho, nhắc lại là có mình phi bơ rô với gừng cho nó thơm, sau đó cho nước tương, dầu hào chay, đường, muối, rồi có thêm bột nêm chay nữa. Và bây giờ vật liệu không thể nào thiếu đó là nước Cocorico, tức là nước dừa tươi. Xuân Hồng cho vào đây một chút xíu để cho cái sốt của mình nó dịu lại một chút xíu nha, chứ thôi nó mặn lắm và nó không có thấm vào những cái rau củ mà mình xào. Xuân Hồng cho chút xíu nước dừa tươi vào, rồi đảo đều lên, đun sôi lên. Khi cái sốt này sôi lên thì Xuân Hồng cho tất cả rau củ vào kho nha, kho lửa riu riu đến khi nào mà nó rút hết gia vị vào và nó sệt sệt, nó thấm lại đó thì mới ngon, mình ăn với cơm không lắm.
Bên này quý vị thấy là cái bắp cải nhỏ trong phòng trụng xong rồi nè. Rồi xong để qua một bên ha. Bây giờ bên kia cái sốt cũng sôi rồi, Hồng nhẹ nhàng vớt cái bắp cải này ra, cho qua bên cái nồi sốt này. Đó, quý vị thấy nhẹ nhàng không? Rất là nhanh gọn lẹ ha. Đó, cho vào đây. Mà khi mà cái phòng trụng với nước sôi mà có muối với lại dầu ăn, quý vị thấy cái màu nó đẹp không nè. Rồi, xin Hồng bắt đầu cho luôn nấm vào. Nấm tươi xin Hồng rửa sạch sẽ. Cho luôn tàu hũ vào. Rồi, xin Hồng đảo đều lên. Và để lửa riêu nhỏ nhỏ cho cái món kho chay mình rút gia vị vào nha quý vị nha. Đến khi rút thấm vào rồi đó thì mình mới tắt lửa và bắt tiêu lên. Mình ăn nóng cái cơm trắng ngon lắm. Giam hiền. Cảm ơn quý vị nhiều, cái món kho chay này là lạ lắm. Nhưng mà đặc biệt cái bắp cải nhỏ nhỏ này ăn rất tốt cho sức khỏe quý vị. Rồi chờ Xuân Hồng chút xíu cho cái kho chay của mình nó rút hết gia vị nào. Và nó càng lại thì mới là ngon. Quý vị nhìn thấy cái món bắp cải kho tiêu của Xuân Hồng bây giờ cạn này nè quý vị. Nó cạn lại thành sệt sệt cho cái này ngon quý vị ha. Nhớ cho vài trái ớt nữa nha. Rồi Xuân Hồng tắt lửa rồi, bây giờ Xuân Hồng sẽ rắc tiêu. Thơm quá. Rắc tiêu vào. Rồi, bây giờ Xuân Hồng sẽ múc cái kho chay này ra cái chiếc dĩa cơm mà Xuân Hồng đã trình bày sẵn rồi. Đó, như thế này. Quý vị có thể cho dưa leo, cà chua gì tùy theo ý thích của quý vị. Rồi, Xuân Hồng múc cái kho chay này quý vị cho vào bên này. Wow, ngon quá. Đó, quý vị thấy. Nhớ múc đều đều tay nắm với lại bắp cải luôn nha. Và phải có trái ớt nữa. Đó. Rồi bây giờ thôi Xuân Hồng là chuẩn bị qua bên kia ăn miếng cơm coi sao, nó bụng quá rồi quý vị. Ngon quá. Rồi nhớ chế cái sốt sệt sệt bên trên này quý vị nè, cho đậm đà. Rồi cảm ơn quý vị nhiều nha. Quý vị theo dõi Xuân Hồng làm cái món bắp cải kho tiêu này. Xuân Hồng phải cảm ơn quý vị chứ đúng không? Có nhiều quý vị cứ gọi Xuân Hồng rồi email cho Xuân Hồng nói cảm ơn Xuân Hồng, nhưng mà Xuân Hồng là người nên cảm ơn quý vị. Tại vì quý vị ủng hộ Xuân Hồng mà Xuân Hồng mới có cái cơ hội đứng đây làm những điều gì mình yêu thích, đó là nấu ăn. Đúng không nè? Thôi Xuân Hồng mời quý vị ăn một miếng cơm chay với Xuân Hồng. Quý vị thân mến, vậy là cái món kho chay, cái bắp cải kho tiêu đã Xuân Hồng đã làm xong rồi, trình bày lên dĩa nhìn hấp dẫn quý vị ha. Bây giờ trước khi ăn thử thì Xuân Hồng muốn trả lời thư của một số quý khán giả đã gửi cho Xuân Hồng. Gửi nhiều lắm nhưng mà Xuân Hồng mới gần đây nhất là nhận được cái lá thư của chị Thơ. Chắc cô á, tại thấy cô Thơ ở Florida quý vị. Cô gửi cho Xuân Hồng dài lắm như thế này để Xuân Hồng đọc và chia sẻ với tất cả quý vị. Và chưa kể là email quý vị gửi về cho Xuân Hồng càng ngày càng nhiều. Mỗi một ngày không biết Xuân Hồng nhận được bao nhiêu email. Rồi, em Xuân Hồng thân mến, vậy là chị là giống vậy cô. Chị là một big fan của show Lửa Hồng. Chị xem show của em mỗi ngày, hầu hết show nào của em chị cũng xem qua. Em là một người đàn bà Việt Nam lý tưởng, khiếp cho Xuân Hồng lên mây quá. Đại khái là chị có những lời khen ngợi Xuân Hồng ha. Rồi chị thích, rất thích cái cách nói chuyện của em, có duyên lắm. Em nói thiệt tình, không có mậu mè, điệu hận nên chị thấy rất đáng yêu. Có nhiều người biết cách nấu ăn nhưng chưa chắc họ biết cách dạy, biết cách trình bày và biết cách nói lưu loát như em. Ai mà nói em nói nhiều em cứ lơ đi, đừng có để ý đến họ. Tại vì họ ganh tị với em thôi. chị Thơ đừng nói lại không có đâu nha, ai cũng thương Xuân Hồng hết trơn á. Chị gửi tặng cho em những cái copy đơn vị đo lường để khi cần thì em dùng. Chị thấy nhiều người Việt Nam hay confuse dung lượng, dung tích, rồi ounce, rồi cup này nọ đó. Chị hy vọng là có dịp sang qua San Jose sẽ ghé nhà hàng của em. Chúc em nhiều sức khỏe và thành công. Chị Thơ, tại sao Xuân Hồng muốn chia sẻ cái lá thư này? Tại vì chị Thơ đã gửi cho Xuân Hồng là rất là nhiều cái bản copy của cái đơn vị đo lường. Tức là sao ạ? Thường thường ở bên Mỹ mình á, ví dụ mình nói 400 độ F là cái lò của mình. Nhưng mà ở những nước khác, ví dụ như nước Pháp hay nước Việt Nam đi, ví dụ vậy đi, thì không có dùng độ F và dùng độ C. Cho nên là chị có những cái bản đo lường từ nhiệt độ qua C, F qua C rồi này nọ như thế này, hay quá. Rồi chị có những cái bản đo lường là từ inch qua cm, từ inch qua cm ha, rồi từ ounce ra gram, rồi từ cái cup rồi ra ounce, ví dụ vậy. Cho nên chị Thơ thương lắm, rất là quan tâm đến Xuân Hồng.
rồi từ pound ra kilogram hay là ra gram. Tại vì Xuân Hồng, chị biết Xuân Hồng là khi mà dùng những cái dung lượng, những cái đơn vị đo lường mà ở Mỹ thì tất nhiên có rất là nhiều quý vị ở những cái nơi xa xôi, những nước khác email hỏi Xuân Hồng, mà thật lòng là như vậy quý vị. Một ngày Xuân Hồng nhận được không biết bao nhiêu cái email quý vị hỏi: chị ơi chị nói một cup là bao nhiêu ao vậy, chị ơi chị nói một cup là bao nhiêu ml vậy, cứ hỏi Xuân Hồng hoài như vậy thôi. Thì hy vọng kỳ này là Xuân Hồng có những cái này rồi thì Xuân Hồng sẽ trả lời quý vị, hoặc là đơn giản nhanh nhất khi mà chờ Xuân Hồng là quý vị lên internet nha, cứ search ra là bao nhiêu gram đường thì ra bao nhiêu ao, bao nhiêu, ví dụ vậy, đơn giản lắm. Cảm ơn quý vị nhiều, em cảm ơn chị Thơ nhiều lắm. Cảm ơn tất cả quý vị đã email, đã gửi thư tay cho Xuân Hồng, rồi đã gọi điện cho Xuân Hồng nữa. Cho nên là cái món ăn, cái món kho chay thập cẩm ngày hôm nay không phải là kho chay đâu mà bắp cải kho tiêu ngày hôm nay nha, Xuân Hồng tặng tất cả quý vị. Bây giờ Xuân Hồng ăn thử một miếng như thế nào nè. Wow, nhìn cái màu sắc là nó ngon rồi. Hồng ăn thử cái miếng miếng nấm. Ngon quá, đậm đà lắm quý vị. Ăn thử cái bắp cải nhỏ nhỏ như thế này nha. Xuân Hồng cắn một miếng nghe rất là thơm quý vị, thơm mà cái vị nó ngọt lắm, ngọt mà hơi nhân nhẫn, nhưng mà ngọt nó nhân nhẫn nhưng mà rất là ghiền. Ngon quá. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều đã theo dõi Xuân Hồng nấu nướng, rồi chia sẻ những cái tâm tình, rồi theo dõi cái show làm đẹp của Xuân Hồng nữa. Có nhiều cô nói là chiều nào cũng nóng xem cái show làm đẹp của Xuân Hồng hết. Cảm ơn các cô nhiều, cảm ơn anh chị, cảm ơn các em nữa. Rồi những cái tình cảm thân yêu của quý vị dành cho Xuân Hồng, Xuân Hồng nhớ hết. Và hứa là sống càng ngày càng tốt hơn để không phụ lòng thân yêu của tất cả mọi người. Xuân Hồng chúc tất cả quý vị một ngày thiệt là vui, bình an và nhiều hạnh phúc. Xuân Hồng xin chào tạm biệt quý vị. Nhà hàng Nha Trang.